Chào các bạn, đây nhà thấy chiếc máy cài nó đang thả dốc xuống rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thả dốc xuống ha. Đó, ghi hình cho các bạn xem. Chiếc tay nâng á, một tiếng ha. Wow, chạy vô. Chạy vô. Cái này chắc chạy vô rồi. Đó, các bạn thấy không? Dạ. Quay chơi vô. Mời máy. Dạ. Thấy không? Cài. Rồi giờ tiến xíu tay nên rồi cái đường sình cũng vậy, ghê quá vậy. Cái đường sình vậy mà nó lội như trò chơi các bạn ơi. Wow, hay quá vậy. Hay quá ha. Ồ, hay quá. Các bạn thấy không? Khung cảnh. Ô, ôi, nó quẹo qua luôn nè. Nó quẹo qua đây, chắc nó đậu, nó chờ. Nó chờ cái giờ vô bãi. Vô bãi chợ của mày. Wow, đẹp quá. Đậu bên đó luôn ha. Wow. Ngồi một tiếng xíu tên lên đó các bạn. Mùa củ mì. Mùa củ mì ha. Mà đứng đây nghe đợi. Đợi mấy cài. Ô, nó che ra luôn kìa. Má ơi. Đó, ở giữa của cái đường mòn đó các bạn. Ây da. Các bạn thấy không? Hai ba chiếc luôn. Hai ba chiếc luôn, hai con đậu. Quá đẹp. Máy cày Hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh. Các bạn thấy không? Giờ nó chờ nó chạy lên ha. Nó có chiếc chuẩn bị chạy lên các bạn. Mình sẽ ghi hình cho các bạn xem ha. Một con chiếc màu xanh, chiếc Ford 6.6 nó chuẩn bị lên rồi các bạn. Đó. Đã quá ta. Đứng đây đợi ha. Đã quá. Đứng đợi thôi. 6.6. Khung cảnh Hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh, xứ củ mì ha. Chuẩn bị chạy lên nè. Ôi ôi, khỏe quá anh ơi. Các bạn thấy không, một động củ mì ở đây luôn ha. Rồi chạy lên. Wow, chiếc màu xanh 6.6 Ford. Đó, các bạn xem Ford nó chạy mạnh cỡ Belarus không ha. Đang chạy lên nè. Hồi dữ lắm đây. Wow. Chiếc này chở đầy luôn các bạn. Tài xế này chở đầy luôn ha. Bốc khói. Bốc khói luôn má ơi. Bốc khói, bốc khói. Wow. Nó qua cái đường này. Các bạn thấy không? Chỗ mì Hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh. Wow, cực kỳ, cực kỳ. Chiếc màu xanh á, chuẩn bị chạy lên ha. Lầy quá hay sao ta, lầy quá hay sao mà ảnh ngừng ra vậy. Chờ ảnh chạy lên các bạn, ảnh còn cái máy lại hay sao. Ồ, hay ảnh ngán cái dũng sình này ta. Chờ xem ha, hồi hộp và chờ đợi. Hồi hộp và chờ đợi các bạn ơi. Cái tình hình sau đây. Cảnh xung quanh đây nè các bạn. Cái dốc này chút xíu nó chạy lên nè.
cái dốc này trở lên ha. Xong bên đây thì có máy Cube, Cube đằng đó hư rồi, đang sửa. Đây là máy cài. Rồi anh chạy lên nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Wow, dữ dàng luôn. Wow. Đó, nó qua dụng nước này nha. Xe nó qua dụng nước này. Oh. Lên nha. Cái dốc hơi cao các bạn. Như sao đây. Rồi lên. Ok. Hơi cao quá rồi. Cái xuống dốc cũng hay ghê quá nè. Xuống dốc ha. Oh. Dốc gà từ từ lại. Dốc thì nó đơn giản hơn. Lên dốc mới khó. Chúng nó lên ha. Chiếc các bạn chở hơn nửa chiếc xe. Các bạn thấy xuống dốc nè. Núi Bà Đen xứ Tây Ninh ha. Lòng hồ Dầu Tiếng. Cái này chắc nó về đây rồi. Wow, chạy nè. Nó chạy trên bờ đường dầu ha. Rất là đơn giản luôn.
các bạn thấy không, kéo mì ở Hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.